bản tin giá sầu riêng trên kênh Tre Garden. Cập nhật hôm nay ngày 31 tháng 8 năm 2023, giá sầu riêng Thái giảm nhẹ. Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở các khu vực miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Tùy theo đoạn đường hay khu vực vận chuyển mà giá cả sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.